thép nhồi bê tông anh chị ạ. Đây là công trình nhà thép thế hệ thứ 5 do Trường Giang Steel thực hiện. Em Cường lại quay trở lại với các anh các chị và gửi lời chào tới các anh các chị. Như các chị đã biết, Trường Giang Steel là một trong đơn vị thi công nhà thép hàng đầu, triển khai hàng trăm dự án lớn nhỏ. Một trong những sản phẩm thế mạnh của Trường Giang đó chính là xây dựng các tòa building, trung tâm thương mại, các cái tòa nhà văn phòng kết hợp nhà ở cho thuê. Thì để có được một cái công trình như ngày hôm nay là nhà thép thế hệ thứ 5, Trường Giang Steel đã trải qua rất nhiều các công trình building khác nhau từ thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ tư. Thì sau đây thì em Cường sẽ liệt kê một số các cái công trình theo năm tháng em Cường đã triển khai để các anh các chị cùng nắm được. Ví dụ như là công trình đầu tiên bên em làm building là ở dưới Vạn Phúc này, EK này, Nhật ngữ EK này, bên thị trấn Chờ này, tòa nhà ở Mễ Trì này, bệnh viện thì có bệnh viện Hồng Ngọc này, mới đây nhất thì là có cái tòa nhà ở Hải Dương này, ở dưới Hải Phòng này, và em Cường đang đứng đây là ở Tả Thanh Oai. Rồi, thế thì sau đây trong quá trình anh chị trải qua được các cái công trình đấy thì các chị sẽ thấy được là gì? Là bên em Cường liên tục cập nhật và để đưa ra các cái sản phẩm nhà thép mới nhất, ok nhất. Quay lại chủ đề chính ngày hôm nay thì em Cường xin review một cái một công trình 160m2 6 tầng tại Tả Thanh Oai, Hà Nội. Cái công trình này được em Cường sử dụng, thiết kế và thi công, em Cường đặt nó là thế hệ nhà thép thứ 5. Tại sao lại là nhà thép thứ 5 và nó có gì giống và khác so với các thế hệ nhà thép khác của em Cường? Thì xin mời các anh các chị cùng quay trở lại. Cái điểm khác thứ nhất là về cột. Đây cái cột góc này. Đây em quay cái cột này cho anh. Rồi. Cột này cũng giống như cái cột kia. Đây. Mấy anh các chị đi sang đây. Cái cột này nó có điểm giống so với các cái cột khác là như này. Nó vẫn được cấu tạo từ H. Cột thường thường là dùng H để nó ổn định theo hai chiều. Thế còn cái điểm khác anh chị nhìn thấy này. Đây là em Cường bọc một cái tờ tôn. Em Cường bọc một cái tờ tôn phủ ra ngoài cái hốc của cái cột H này. Em Cường đang đứng ở vị trí sàn tầng 2. Thì cái cột tầng 1 và cột tầng 2 nó giống nhau, đều được bọc cái tờ tôn như thế này. Thì tại sao lại bọc tờ tôn này? Để em Cường nhồi bê tông vào phía bên trong. Nhồi bê tông vào bằng cách nào? Đây là sàn deck. Các anh các chị nhìn thấy sàn deck đây chưa ạ? Sàn deck này là sẽ được đổ bê tông dày 12 phân. Thì đây là cái lỗ, lỗ mở. Đấy, cái lỗ mở này nó có tác dụng gì? Lỗ mở này có tác dụng là khi đổ bê tông sàn thì bê tông sẽ chui vào trong cái lõi của cái cột này. Đó, thế có nghĩa là cái cột này là cột liên hợp giữa thép và bê tông. Và em quay ở trên kia, em sẽ nhìn thấy cái sắt xây dựng. Đấy, nhìn thấy cái sắt xây dựng của cái bên trong của cái lõi cột. Rồi, ok. Thế thì em Cường xin phân tích là tại sao cái cột được nhồi bê tông vào, nó có những cái ưu điểm gì so với cái cột mà không được nhồi bê tông. Thứ nhất, khi nhồi bê tông vào trong cột khiến cho cột cứng hơn rất nhiều. Đấy, nó trở thành một cái cột đặc. Và khi cột đặc như thế được nhồi bê tông vào thì khả năng chịu lực của cột là rất là cao. Ngoài ra là khả năng chống chịu với cả môi trường là nó sẽ tốt hơn, khả năng chống cháy cao hơn. Vì khi có bê tông và cái dầm kia là được ngồi trực tiếp lên trên bê tông thì khả năng chống cháy của cái cột rất là tốt. Đấy, chống động đất tốt này, chống cháy tốt này, và khả năng bê tông nó bao bọc thì là độ ổn định của cột rất là cao, độ cứng rất là cao. Thì đấy chính là cái ưu điểm của cái cột thép nhồi bê tông thế hệ thứ 5 do Trường Giang Steel phát triển. Thế ngoài ra còn cái gì nữa?
thì em Cường xin giới thiệu với các anh các chị cái hệ dầm của công trình. Đây, hệ dầm biên của công trình. Này. Đấy, em Cường quay, đây là dầm biên này, bọc tôn này, thấy mà trong này có sắt xây dựng này. Em quay cái sắt xây dựng cho các anh các chị thấy. Rồi, em chạy từ đầu kia, em quay lại đây xong rồi anh sẽ phân tích cho các em. Rồi, cho anh chị thấy. Rồi, ok. Thế thì đối với cột nhồi bê tông nó có ưu điểm như thế. Thế còn dầm nhồi bê tông thì nó sẽ có những cái ưu điểm gì? Thì em Cường xin phân tích với các anh các chị như này nhá. Dầm biên là cái tiếp xúc với cả ngoài trời, sát nhất với bên ngoài, thì khi mà được nhồi bê tông vào phía bên trong thì là coi như là cái dầm biên nó sẽ bao bọc và nó bảo vệ toàn bộ cái hệ khung thép của mình, chống chọi với cả cái thời tiết phía bên ngoài, ẩm mốc, khả năng chống rỉ cao hơn. Thế khi mà nhồi bê tông vào có sắt xây dựng thì bản thân cái dầm biên đấy nó sẽ cứng hơn. Thì khi cứng hơn nó sẽ có tác dụng gì? Là cho chúng ta xây tường hay là lắp đặt các cái tấm bê tông nhẹ ALC, các cái sản phẩm lắp ghép lên trên cái hệ dầm đó, nó có tính ổn định cao hơn hẳn so với dầm bình thường không có bê tông ở phía bên trong. Khả năng chống cháy nó sẽ cao hơn hẳn. Đó. Thế thì hôm nay em Cường xin giới thiệu là thế hệ thứ 5, là cái thế hệ nhà thép là được em Cường cải tiến rất nhiều so với các thế hệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, là bằng việc là em Cường đã đồng bộ hóa được bê tông vào trong cột và trong dầm biên để tăng cái khả năng chống chịu, nó gọi là gì, tăng cái độ cứng của công trình lên và tăng khả năng chống thấm của công trình, khiến cho công trình có thể là chống cháy tốt hơn. Thế nhưng mà nếu mà các anh các chị để ý, có một cái đặc điểm sau mà em Cường phải lưu ý với các anh các chị. Đối với bộ khung nhà thế hệ thứ 5, sau khi em Cường thi công xong mà bàn giao cho các anh các chị thì các anh các chị hoàn toàn có thể tự xây tường lên trên công trình của mình, hay là sử dụng các tấm lắp ghép, thuê các nhà thầu khác nhau để thi công các tấm tường lắp ghép mà không phụ thuộc vào nhà thầu, một mình nhà thầu. Thế thì thi công rất là đơn giản, dễ dàng, ai cũng có thể làm được. Đấy, không phụ thuộc vào bất cứ một cái vật liệu nào, một cái hãng nào, cho anh chị có khả năng chủ động hơn cho cái công việc của mình. Thế thì em Cường đã giới thiệu xong thế hệ nhà thứ 5, nhà thép thứ 5. Thế thì bây giờ có một số các cái lưu ý sau em Cường xin chia sẻ với các anh các chị. Thỉnh thoảng em Cường nhận được một số các cái hotline điện hỏi là đối với khả năng vượt nhịp. Đây, ví dụ như cái này là vượt nhịp trên 10m, cái dầm này vượt nhịp trên 10m, thì dùng dầm tiết diện bao nhiêu, hay là cột của nhà 5 tầng, 7 tầng sử dụng cột bao nhiêu. Thì em Cường xin chia sẻ với các anh các chị như thế này luôn ạ. Đối với các công trình nhà thép 1, 2, 3 tầng thì rất đơn giản, nhưng mà đối với những cái công trình nhà thép cao tầng, em Cường làm đến 14 tầng rồi, là bệnh viện Hùng Ngọc, thì cái thiết kế nó hoàn toàn nó khác anh chị nhá. Và như em Cường đã cải tiến hệ kết cấu này đến thế hệ thứ 5 rồi, là em Cường sau mỗi một thế hệ đều phải chủ động cập nhật các cái cải tiến kỹ thuật. Đấy, các cái công nghệ mới nhất để thiết kế ra thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3, thứ 4, thứ 5. Thế không chỉ đơn thuần em Cường trả lời anh chị là anh ơi dùng cái cột này H300 là được, mà nó là cả một cái sự tính toán ở phần mềm trong phòng thiết kế, và ra đến ngoài công trường, đội ngũ kỹ thuật lành nghề, đội ngũ công nhân lành nghề của Trường Giang triển khai thi công thì nó mới đảm bảo được chất lượng. Chứ không phải là anh chị nhìn cái cột cái dầm này à, nó cũng tương tự thì chỉ mang tính chất tham khảo thôi, nhưng mà để mà làm được thì không thể làm được chất lượng như thế này đâu. Bởi vì là nhiều khi cùng 1 kg sắt, bên em Cường thiết kế cái độ cứng nó đã khác rồi, thế và đưa được bê tông vào độ cứng nó lại còn khác nữa. Thế cho nên là anh chị có bất cứ một cái thắc mắc gì thì đều có thể là liên hệ với em Cường qua số hotline 09 3333 2486, hoặc là đặt
các cái câu hỏi trên các kênh truyền thông của em Cường, thì em Cường sẽ trả lời tất cả các thắc mắc đó của các anh các chị. Thế còn đối với các cái sản phẩm khác như sàn deck này hay là hệ giật cốt này thì nó công trình nào cũng làm giống nhau rồi, thì em Cường xin phép là không review nữa. Thế thì em Cường xin nhắc lại là cái công trình này là nhà thép thế hệ thứ 5 được thi công tại Tả Thanh Oai với diện tích 160m, 6 tầng và do Trường Giang Steel phát triển. Thế còn đến với nhà thép Trường Giang thì các anh các chị hoàn toàn yên tâm là nhà máy là của Trường Giang. Đấy, thế cho nên là sản xuất rất là ok, giá cả thì là tận gốc, được cải tiến kỹ thuật, chất lượng rất là tốt và là một cái đơn vị tổng kho thì là cái giá cả nó rất là phải chăng. Thì em Cường xin kết thúc video tại đây. Thế còn em quay một vòng công trình cho các anh các chị cùng tham quan. Em Cường xin chào.